giả theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022, chương trình có nội dung đáng chú ý. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Hậu Giang nỗ lực xóa đói giảm nghèo cho cần câu lẫn con cá. Thông điệp ý nghĩa của sự cho và nhận từ lễ dân y Katina của đồng bào Khmer Nam Bộ. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi và kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Sáng nay, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đến thăm tặng quà cho cụ bà Nguyễn Thị Liên Châu, 92 tuổi. Trước đây, cụ bà từng tham gia Hội Phụ nữ Cứu quốc của huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Cụ là mẹ của bà Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hiện đang cư ngụ tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp đến bà và gia đình. Bí thư đánh giá cao sự quan tâm, đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho phụ nữ và người dân ở địa phương. Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Thị Kim Liên gửi lời cảm ơn chân thành đến Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bà mong muốn thời gian tới, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho công tác hội và phong trào phụ nữ để chị em tự tin phát huy vai trò của mình trong xây dựng và phát triển tỉnh. Sáng nay, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang về kết quả công tác xây dựng đảng, về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo năm nay. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Thời gian qua, Hậu Giang chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng. Ban tuyên giáo các cấp ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã hội, tuyên truyền phổ biến nghị quyết đến nhân dân. Ban thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giới thiệu, học tập cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. Tỉnh sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề sinh hoạt tư tưởng, học tập nội dung cuốn sách, tọa đàm sinh hoạt chính trị các bài viết của cuốn sách gắn với vận dụng vào thực tiễn cơ quan đơn vị. Đối với việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, càng thực chất, đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, khơi dậy khát vọng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, chung sức xây dựng Hậu Giang ngày càng phát triển. Từ đây, xây dựng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, tấm gương tập thể cá nhân điển hình, học tập và làm theo Bác. Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp của các hình thức tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch ngày càng hiệu quả. Lực lượng tham mưu giúp việc cộng tác viên 35 các cấp được xây dựng củng cố theo hướng tinh gọn, thực chất, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để kinh tế xã hội tỉnh phát triển. Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy
ấn tượng kết quả tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng qua của tỉnh, khi đứng thứ 5 cả nước, đạt 14,74%. Kết quả này thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh, nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương lưu ý, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn nữa việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội 14 của đảng bộ tỉnh, nhất là những khâu đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội, làm tốt công tác xây dựng đảng, quan tâm công tác dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, cân đối hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ lý luận, tuyên truyền lịch sử đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 dưới sự chủ trì của ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua hai báo cáo và 5 nghị quyết gồm báo cáo về việc hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị nhiễm COVID-19 F0 và người phải thực hiện cách ly y tế F1 tại các bệnh viện điều trị và khu cách ly tập trung. Báo cáo 9 vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua nghị quyết bổ sung danh mục công trình dự án phát triển kinh tế xã hội, cần thu hồi đất và các công trình dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 lần 3. Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, vốn ngân sách địa phương lần 3. Nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 24 ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 đến năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lần 2. Nghị quyết quy định nội dung mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong 5 nghị quyết này, nghị quyết về lĩnh vực đất đai và chuyển đổi số được nhiều đại biểu quan tâm. Cụ thể, nghị quyết bổ sung danh mục công trình dự án phát triển kinh tế xã hội cần thu hồi đất và các công trình dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 lần 3, sửa đổi bổ sung 40 công trình dự án với diện tích hơn 230 ha. Hầu hết các công trình dự án này có quy mô diện tích lớn, nhưng thời gian thực hiện kéo dài quá 3 năm. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, nguyên nhân chậm trễ kéo dài xuất phát một phần từ việc người dân bị ảnh hưởng không phối hợp trong quá trình đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường. Vì vậy, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành vận động thuyết phục nhiều lần người dân mới hợp tác. Một phần do tình hình dịch COVID-19 bùng phát làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện. Đối với nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị bãi bỏ nghị quyết số 51 ngày 4 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025. Bãi bỏ nghị quyết số 17 ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 51 ngày 4 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025. Đây là dự án nhóm B, tổng nguồn vốn hơn 225 tỷ đồng với 16 hạng mục. Hiện dự án chưa hoàn thành, báo cáo nghiên cứu khả thi vì khó xác định được các yêu cầu trong 2-3 năm tới. Theo ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nếu tiếp tục dự án thì 2-3 năm tới có thể lạc hậu, không sử dụng hiệu quả vì công nghệ mới thay đổi rất nhanh theo từng năm và nhu cầu mới cũng phát sinh liên tục. Ủy ban Nhân dân tỉnh xin bãi bỏ hai nghị quyết nêu trên, nhưng vẫn giữ nguyên
nguồn vốn được bố trí theo mục tiêu, nhiệm vụ của đề án. Trong thời gian tới, Ủy ban dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung thực hiện những nội dung cần thiết phải triển khai sớm theo sự chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh ủy và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương theo từng thời gian nhất định, đảm bảo triển khai hiệu quả đề án xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả. Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo sơ lược kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 10 tháng qua và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm nay. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 14,74%, xếp thứ 5 so với cả nước. Kinh tế phục hồi tích cực, hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Các chỉ tiêu kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, luôn tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ. Thu ngân sách khả quan, trong đó thu nội địa được gần 4.200 tỷ đồng, vượt 3,88% dự toán trung ương giao. Tỉnh phấn đấu năm nay tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với năm 2021. Hạn chế hiện nay là tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn cao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,8%, tuy có cao hơn so với cùng kỳ 7,6%, cao hơn bình quân chung của cả nước nhưng chưa đạt được tiến độ theo kế hoạch. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, từ đây đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong thu hút đầu tư và giải quyết các thủ tục đầu tư một cách nhanh chóng, có hiệu quả. Tập trung triển khai các dự án trọng điểm về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu cụm công nghiệp, các khu tái định cư phục vụ cho triển khai các dự án trên địa bàn của tỉnh. Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và bệnh sốt xuất huyết trong thời gian gần đây có diễn biến phức tạp trở lại. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19, nhận bao nhiêu tiêm hết bấy nhiêu. Phát biểu bế mạc, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này là cơ sở quan trọng để Ủy ban Nhân dân tỉnh cụ thể hóa chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ, toàn diện để hoàn thành các chỉ tiêu mà Hội đồng Nhân dân đã ban hành. Trọng tâm là giải ngân vốn đầu tư công, thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án lớn trên địa bàn, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số, chỉ số cạnh tranh, nâng cao đời sống của người dân, nhất là những người yếu thế, đúng theo phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Trước đó, kỳ họp thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đoàn Quốc Thật do luân chuyển công tác. Thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 4 đại biểu gồm ông Trần Ngọc Hùng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Huỳnh Thanh Phong, nguyên Giám đốc Sở Công Thương, ông Đồng Hoàng Dũng, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lã Hoàng Trung, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 4 đại biểu gồm ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Công Thương, ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, ông Lê Hoàng Xuyên, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 họp trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trong cả nước về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm và công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm nay.
dự tại điểm cầu Hậu Giang có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân bổ trên 99.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9 vừa qua, các tỉnh thành giải ngân đạt hơn 3,8% kế hoạch. Hậu Giang là một trong 6 tỉnh thành giải ngân đạt khá hơn 20%. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị thời gian tới, các bộ ngành địa phương tập trung những dự án hoàn tất thủ tục đầu tư, bắt tay nhanh vào giai đoạn triển khai, tập trung hoàn thành việc ban hành một số văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện nội dung, dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, thuộc trách nhiệm của bộ, cơ quan trung ương. Lãnh đạo các tỉnh thành quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, đói nghèo là một trong ba thứ giặc, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến quốc ngày 10 tháng 1 năm 1946, người nói: "Chúng ta đã tranh được tự do, độc lập rồi, mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ." Thấm nhuần tư tưởng này, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng hàng năm Hậu Giang vẫn dành nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai hiệu quả. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên vận động quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh phúc lợi xã hội gần 200 tỷ đồng, 20.000 phần quà, 200 căn nhà đại đoàn kết. Năm ngoái, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Mặt trận các cấp tổ chức triển khai tháng cao điểm vì người nghèo vận động được hơn 12 tỷ đồng. Năm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, chung tay, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Mọi sự đóng góp vui lòng liên hệ Ban vận động quỹ vì người nghèo, địa chỉ khu hành chánh tỉnh ủy Hậu Giang, số tài khoản tiếp nhận 3761-090-373-509-1046 tại kho bạc nhà nước Hậu Giang. Ai cũng mong muốn có cuộc sống tốt đẹp, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có những số phận kém may mắn, rất cần tấm lòng của cộng đồng. Mỗi sự giúp đỡ là suối nguồn tinh thần để giúp họ vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh của cuộc sống. Trong thực tế, nhờ có chính sách đúng đắn, hiệu quả của đảng, nhà nước và sự chung tay của cả cộng đồng xã hội, hàng triệu người đã vươn lên thoát nghèo, thậm chí làm giàu và quay trở lại giúp đỡ cộng đồng. Đến dự và phát biểu tại chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo, hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa nghèo và Ngày vì người nghèo Việt Nam, hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính khơi gợi vấn đề cho cần câu hay cho con cá trong quan điểm xóa đói giảm nghèo. Người đứng đầu chính phủ cho rằng chúng ta cần nhận thức và hành động rõ ràng, đó là cả hai, cần giúp đỡ vật chất để người nghèo giải quyết được cuộc sống trước mắt. Nhưng ở tầm nhìn xa cũng cần tạo cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả, được ví như cần câu để người nghèo thoát nghèo bền vững. Tại Hậu Giang, công tác xóa đói giảm nghèo đang đi đúng quan điểm này. Căn nhà đại đoàn kết này vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao cho gia đình chị Võ Hồng Tươi. Còn đây là ngôi nhà cũ cách đây 5 tháng. Không đất sản xuất, thu nhập chính từ việc sửa quần áo ở chợ phường Tư, mỗi tháng hơn 3 triệu đồng. Với khoản thu nhập này, chị gói ghém nuôi hai con ăn học, không có điều kiện sửa lại ngôi nhà. Bây giờ mình được cái căn nhà này, mình sẽ phấn đấu làm ăn để thoát nghèo. Sau khi được căn nhà, để tạo điều kiện cho hộ mới thoát nghèo,
Hội Phụ Nữ Phường đề xuất chị tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sinh kế từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có được 40 triệu đồng, chị dùng phân nửa mua giàn máy may và các vật dụng phục vụ việc sửa chữa quần áo. Số còn lại dự định kinh doanh quần áo. Từ phường đến khu vực, rà soát hộ nghèo, đạt tiêu chuẩn là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, nhà dột nát. Trong công tác giảm nghèo, tiếp vốn phát triển sinh kế là cách làm nhanh và hiệu quả nhất. Vườn mít bốn công của ông Thạch Chi, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, cho trái năm thứ tư, thu nhập bình quân 150 triệu đồng một năm. Có được thành quả này là nhờ ông Chi chăm chỉ làm ăn, sử dụng có hiệu quả 45 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ hộ thoát nghèo. Từ số vốn có được, ông chọn 200 gốc mít làm cây trồng chính. Thời gian đầu lấy ngắn nuôi dài, ông xen thêm rau màu. Với cách làm này, dần dà ông có tích lũy mua thêm 100 cây sầu riêng ri sáo, trồng và phát triển tốt. Tôi mua cây giống, mua mít trồng năm nay nó cũng được 4 năm rồi, cũng có thu hoạch rồi mới có phát triển lên thêm, đã mua cây giống sầu riêng. Nhờ cái đồng vốn của Ngân hàng Chính sách rồi xong mới mình làm ăn phát triển lên, cũng có tiền có bạc mới mình vừa lãi vừa mình trả từ từ như là mình trả góp vậy. Sau khi trao nhà, hỗ trợ vốn, mặt trận đoàn thể thường xuyên đến thăm, động viên, kịp thời giúp người dân tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế. Ủy ban mặt trận sẽ ưu tiên coi như giúp đỡ cho những đơn, coi những cái hộ gia đình, những người có hoàn cảnh khó khăn, coi như gọi là khó khăn nhất, có cái kế hoạch để phân bổ cho từng huyện, từng đơn vị cho nó phù hợp với tình hình thực tế. Những nơi khó khăn thì có phần ưu tiên hơn, nhưng mà cố gắng làm sao là phải thực hiện cái quỹ này cho nó đúng đối tượng, đúng mục đích. Và cái người thụ hưởng phải là đúng theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Giữ vững tinh thần vượt khó vươn lên, gia đình ông Thạch Chi và bà Tươi là những điển hình thoát nghèo bền vững từ vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội. Sử dụng đồng vốn đúng mục đích là con đường ngắn nhất để thoát nghèo vươn lên cuộc sống khấm khá. Bằng những cách làm hiệu quả, khơi dậy ý chí phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người dân mà tỷ lệ này của tỉnh mỗi năm giảm trung bình hơn 1%. Hiện hộ nghèo của toàn tỉnh chỉ còn 2,46%. Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, không chỉ là khẩu hiệu mà là những hành động cụ thể, thiết thực. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn gửi chúng ta hãy ở bên cạnh, đặt mình vào hoàn cảnh của những người nghèo, của những số phận kém may mắn để giúp đỡ bằng tấm lòng, bằng cảm xúc của trái tim, bằng sự thấu hiểu, bằng sự trân trọng, nâng niu và cảm thông sâu sắc. Phụ nữ Hậu Giang tự tin khởi nghiệp, làm giàu cho bản thân và quê hương. Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thực hiện thành công ca mổ tách ba ngón tay cho một bé trai 15 tuổi. Thông điệp ý nghĩa của sự cho và nhận từ lễ dân y Katina của đồng bào Khmer Nam Bộ. Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng chuyển đổi số cho 25 học viên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã. Nội dung liên quan đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn thương mại điện tử, vỏ sò, Postmart, sử dụng ứng dụng số của tỉnh, app Hậu Giang và kỹ năng sử dụng phần mềm, đảm bảo an toàn giao thông, tin mạng cơ bản. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 18 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số lên 244 hợp tác xã đang hoạt động. Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phụng Hiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ sinh kế, nhà tình thương, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc,
công tác an sinh xã hội, vận động trao tặng gần 4.000 phần quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, trị giá trên 3 tỷ 200 triệu đồng. Trong thời gian tới, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, công tác, góp sức thực hiện hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện. Thưa quý khán giả, ngày 30 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nay là Chủ tịch nước, ký ban hành quyết định số 939 phê duyệt đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Đây được xem là điểm tựa vững chắc để các chị em phụ nữ phát huy ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh một cách thuận lợi và hiệu quả. Bằng những chương trình hoạt động thiết thực, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh từng bước nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ, khuyến khích hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế gia đình và xã hội, ghi nhận tại huyện Phụng Hiệp. Hơn 3 năm hoạt động, cơ sở mai gia công của chị Trần Thị Thúy Hằng, từ 2-3 thợ mai ban đầu, nay tăng lên hơn 25 thợ, hơn phân nửa là các chị mai gia công tại nhà. Trung bình mỗi tháng, cơ sở mai của chị nhận gia công hàng ngàn sản phẩm các loại, từ vớ tay, vớ chân cho tới quần áo trẻ em. Thông qua đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, gọi tắt là đề án 939, chị Hằng được tiếp cận số tiền 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phụng Hiệp. Từ đây, chị mở rộng quy mô dạy nghề nhằm tạo việc làm cho nhiều chị em ở xã Tân Long và các xã lân cận. Những chị em mà chưa có biết về bên cái ngành nghề này thì đến đây mình đào tạo. Mình đào tạo cho những chị em đó từ không biết cái gì cho tới mình ngồi mình may được. Bình quân mỗi chị em mà nghề mà biết rồi thì khoảng từ 3 triệu đến 4 triệu trên một người. Sau 5 năm triển khai thực hiện đề án 939, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện giúp gần 100 chị em khởi nghiệp thành công với các mô hình sản xuất kinh doanh có địa chỉ cụ thể, với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội gần 3 tỷ đồng. Từ đây, tạo việc làm ổn định cho trên 300 lao động nữ, giúp chị em ổn định kinh tế, thoát nghèo bền vững cho 575 hội viên. Hỗ trợ kiện toàn 3 hợp tác xã do hội viên quản lý nhằm liên kết ổn định đầu ra sản phẩm, giúp chị em xây dựng được 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 và 4 sao, đăng ký thành công team truy xuất nguồn gốc sản phẩm, qua đây nâng cao hiệu quả chất lượng của sản phẩm. Thời gian tới thì công hội cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành để hỗ trợ các chị em ý tưởng khởi nghiệp. Thì bên cạnh đó cũng sẽ tiếp tục phối hợp với cái ngân hàng chính sách để hỗ trợ cho chị em có cái nguồn kinh phí để có thể mở rộng cái quy mô sản xuất cũng như là đầu tư trang thiết bị. Và bên cạnh đó họ cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa cái đề án này trong cán bộ hội viên, để giúp cho các chị có thể tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong cái thực hiện ý tưởng của mình. Đề án 939 giúp chị em phụ nữ phát huy thế mạnh, sở trường, vững vàng khởi nghiệp, làm giàu cho chính mình và quê hương. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Hậu Giang chiếm 3,2% so với dân số toàn tỉnh, với hơn 8.600 hộ, còn hơn 1.300 hộ nghèo. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi, chuyển biến nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người dân, tôn vinh doanh nghiệp, tập thể cá nhân có nhiều đóng góp về nguồn lực, cách làm hiệu quả trong quá trình thực hiện. Hậu Giang huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình, lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án, chính sách khác, đặc biệt là huy động nguồn nội lực không trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên. Tỉnh đề ra mục tiêu đến hết năm nay, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giảm từ 2 đến 3%, có 90% người dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh chú trọng bảo tồn và phát triển giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, phấn đấu có 50% ấp khu vực có độ văn hóa văn nghệ câu lạc bộ truyền thống hoạt động thường xuyên, chất lượng đào tạo, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, bảo đảm tỷ lệ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng địa phương.
Thưa quý khán giả, trung bình khoảng 2.000 trẻ có một trẻ mắc dị tật dính ngón tay bẩm sinh, có từ 10 cho đến 40% trẻ bệnh liên quan đến di truyền. Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thực hiện thành công ca mổ tách 3 ngón tay cho một bé trai 15 tuổi. Sau 3 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật tách 3 ngón tay thực hiện thành công. Đây là một kỹ thuật khó trong phẫu thuật tạo hình. Trường hợp dính nhiều ngón hoặc dính nặng cả gân hoặc xương chung yêu cầu chuyên môn cao. Phương pháp này giúp trẻ sớm phục hồi chức năng bàn tay, đảm bảo tính thẩm mỹ, tránh được sự mặc cảm, tự ti khi giao tiếp. Sau 10 ngày hậu phẫu, bé trai có đôi tay lành đẹp, cử động cầm nắm tốt. Mỗi năm, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thực hiện điều trị thành công cho hàng chục bệnh nhi dị tật bẩm sinh như phẫu thuật ngón thừa, tách dính ngón, ngón cái tách đôi, ngón tay cò súng. Thời điểm phẫu thuật tốt nhất cho trẻ là sau 18 tháng tuổi. Thưa quý khán giả, theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, mỗi năm có một mùa an cư kiết hạ kéo dài 3 tháng để nhà sư tu học. Ngay khi mùa an cư kết thúc, các Phật tử sẽ dâng lên tam bảo những vật dụng cần thiết để nhận về phúc đức. Hàng năm từ rằm tháng 9 đến rằm tháng Giêng âm lịch, mỗi chùa chọn một ngày tổ chức lễ dân y Khatina với những nghi thức trang trọng và thiêng liêng nhất. Người Khmer quan niệm, ai đứng ra làm chủ lễ sẽ có nhiều phước lành, luôn gặp được những điều may mắn, bình an. Đây là năm đầu tiên gia đình bà Thị Hiên được chùa Bồ Thi Vong Vong Sa, xã Xà Phiên chọn làm chủ lễ dân y. Bà chuẩn bị chu đáo áo cà sa, bình bát, nhu yếu phẩm, tập viết. Đây là những vật phẩm để các sư sãi dùng trong học tập và sinh hoạt hàng ngày. Trong các lễ vật đó, chiếc áo cà sa là một lễ vật rất quan trọng không thể thiếu. Cũng muốn làm lễ dân y lâu rồi nhưng làm chưa được. Khi được sự cho phép của nhà chùa thì kêu con cháu làm lễ dân y, cầu mong sau này có nhiều của cải vật chất, con cháu sum họp lại vui mừng lắm. Một ngày trước khi lễ dân y được tổ chức tại chùa, gia chủ mời các Phật tử trong ấp đến nhà làm lễ và đóng góp vật phẩm là lương thực tự làm ra hoặc tiền để dâng cúng tri ân công đức tam bảo. Vật phẩm và gia chủ dân y được đưa đến chùa trong sự chào đón của đông đảo Phật tử. Nhiều gia đình còn cúng dường cho chùa nhiều vật dụng khác như giường, bàn ghế, tủ, chăn, gối để thể hiện lòng thành kính cũng như góp phần trang bị vật dụng cho nhà chùa và để các chư tăng yên tâm tu học, phụng sự Phật Pháp. Được sự là thống nhất của là sư ở trong chùa, rồi trưởng ban quản trị cho phép dân vô. Năm nay đặc điểm khác hơn. Năm nay thì coi như hết Covid-19 mà nhưng bây giờ cái dân của mình rất là hân khởi. Mình được tổ chức cái lễ là dân y để dân về chùa. Ban đêm chùa tổ chức biểu diễn văn nghệ truyền thống để phục vụ đồng bào vui chơi giải trí. Cùng nhau ngân lên những câu hát a dây truyền thống, tình dân tộc càng thêm thắt chặt. Ngày cuối, các Phật tử cũng như gia chủ làm lễ dân y thực hiện nghi thức chào cờ Phật và cờ nước, sau đó đem các áo cà sa và các vật dụng diễu hành 3 dòng chánh điện rồi đem vào trong chánh điện dâng cho sư. Lễ được thực hiện theo nghi thức của Phật giáo nhằm cầu siêu, hồi hướng cho các vị quá cố, cầu bình an và có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Theo quan niệm của người dân, cúng dường tại thời điểm này đem lại nhiều phước lành do oai đức của chư tăng an cư trong 3 tháng được hội tụ. Vậy nên dù sống ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, ông Kim Pho Ly dẫn đến từ sớm để bày tỏ lòng thành. Lễ dân y rất quý và khác với những lễ khác. Các lễ khác mình có thể làm lúc nào cũng được, còn lễ dân y chỉ làm được trong 29 ngày thôi. Đến đây thể hiện sự đoàn kết và đem vật dụng cũng như tiền để cúng dường cho sư xây dựng chùa. Lễ dân y Katina là nghi lễ quan trọng gắn liền với tín ngưỡng Phật giáo Nam Tông.
mang thông điệp về sự chia sẻ trong cho và nhận trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Sự cho đi ở đây không phải là bố thí, mà là tấm lòng hướng thiện của Phật tử đối với việc hộ trì tăng đoàn, đồng lòng cùng các chư tăng gắn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp tại xóm làng. Đây cũng là dịp để các Phật tử cùng nhau thực hiện các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, vừa tạo không khí đoàn kết vui tươi. Những hình ảnh thú vị vừa rồi cũng kết thúc chương trình thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai.